trong gì? Trong mắt à, này. Trong nước trời. Cái này dòng nước nó từ đâu vô vậy? À, suối ngầm, à sông ngầm đấy ạ. Đấy, chưa, cái kia có cái sông. Nước mưa, nhiên ra. Bên đó ghe chèo chậm chậm tí, ưu tiên nhau tí. Ưu tiên quay phim à, nó ngang ngang nhau ấy. Bên này trẻ trẻ, bên đó là đây, nước trong như trong bể cá vậy. Nó có cái trong hai tháng hết tiền à, Dũng. Dạ. Nói chi dài dài thì cũng trộn đấy, bà xã tôi dân khuyên cha chứ. Hồi đó là nhà, gia đình không tính gả đâu. Cứ về hỏi ông già sao tôi ghét xuống cái bụp cái bu mà nhấc mông người ta lấy cái nồi cá kho. Hay là ghét thì không mãi sao mới gả. Mãi mà đây cái mấy bà chèo thuyền chứ đâu phải dân thuyền trai hả? Chèo thuyền thôi chứ mà dân. Ừ, kia dân thuyền trai. Đây là chỉ có nồi cá kho là. Ừ. Không, tí tí là ý hồi nó trêu dân thuyền trai là coi như là đồ ăn đồ uống gì phải để dưới ấy. Lấy thì ngồi lên đó thì nhấc lên. Chút đó đó anh dùng dùng đó. Dạ có chụp mấy kiểu. Ở trong còn nhiều cảnh đẹp lắm ở trong đó. Ừ. Tối và cúp điện đấy thì mai rồi. Mai rồi. À. Tối rồi sạc pin đó. Đó. Rồi nhanh thôi.